Dạ thấy mến chào quý cô chú anh chị mình đang xem trên kênh Rất Sống Mới nha. Thì buổi tối hôm nay chú Tám Sang đã có mặt ở đây cũng như là cúng cho bé của chú anh chị, là chính chú Tám cúng luôn của chú anh chị. Bây giờ là chú Tám đang cúng rồi cô chú anh chị. Rồi chú Tám cúng xong rồi cô chú anh chị. Rồi chú Tám lên rồi nè. Chú Tám ơi, giờ lắm à. Nó yếu quá trời ha, cầu nó yếu quá. Cái điện thoại chú Tám để lên trên. Thấy cái cầu nó yếu quá trời à. Thank you.
chú Tám đang thả trái dừa của chú anh chị. Chú Tám đang thả trái dừa ha. Có đứa nào ngủ ngoài à? Dạ. Có đứa nào ngủ ngoài cô đọc? Đứa nào ngủ? Thì con ngủ hết rồi sư phụ. Thầy bắt giấy rồi. Dạ rồi. Tôi nghe mấy đứa lính nó nói tôi cần thơ tôi chạy về. Đâu ai nói hồi tôi lấy 4 triệu tiền gì? Không, đâu có nói gì chứ. Ở đây tôi từ xưa tới giờ tôi làm tôi không. Giúp bà con, tôi giúp không chú có một xu à. Tại... mà tụi tôi thậm chí còn cho thêm tiền nữa. Không, có nghĩa là hồi trưa mấy anh kêu con đi mua ba canh xăng để à. Để con nói cho rõ ràng. Rồi hồi xưa giờ con không có đi mua xăng cái số lượng như vậy, con không biết nhiêu tiền, rồi con đưa cho mấy ông anh đi theo trong xóm á, 4 triệu đi mua. Là cái ông chú mà điện cho chú xóm nào mấy ông anh đó, để con mua đưa nó, em không biết ba canh xăng này nhiêu thôi, em lấy tiền bố em đưa mấy anh 4 triệu, lát nữa anh mua còn đủ thiếu gì tính sau à. Rồi cái ông chú mà điện thoại cho anh đó là nói xuống chưa, nó xuống rồi, tụi con đang đi mua xăng, nó cái ông hỏi sao em đi mua xăng, nó thì mấy ảnh nhờ đi mua xăng thì em đi mua, rồi ông chú hỏi là tiền ai đưa, nó tiền em đưa em bỏ ra trước em mua, hỏi sao em bỏ tiền ra, nó thì mấy ảnh đưa thùng thì kêu em mua thì em đi mua chứ em không biết. Xong rồi mấy anh trong xóm đi mua xong 2 triệu về trả lại em 2 triệu. Em chỉ nói vậy thôi chị. Mấy người sớm đi mua đúng không? Là ông anh chứ không phải là lính thôi đi mua đúng không? Đúng rồi, em đâu có nói lính. Đưa tiền cho những người sớm đi mua chứ không phải là đưa lính cho tôi đúng không? Con không nói lính gì hết nha, con không nói gì nha. Tại cái chú kia chú nghe sao? Tôi ở dưới Cần Thơ. Không, tại ông đang ngồi. Đúng ra ca này á là báo tôi là 2 ngày rồi nhưng mà tôi ở dưới Cần Thơ tôi lu bu không có về làm. Không nói bên mình lấy tiền nữa nha. Mấy đứa lính thôi nó mới nói thôi chạy xuống giúp ta chú ơi. Chú kia ông nghe sao? Ông đang ngồi bẩm, ông mới điện con nè, nói chú sang đang cúng bên đây hỏi cúng tôi đọc bình luận ở trên chỗ á, cái kênh tính toán tôi á, thấy người sớm đây nói báo rồi tôi lấy 4 triệu tiền mua xăng, tôi nghe rất là bực mình. Không có nha, tại vì nó thôi mấy anh nó là con của bà cô ruột của em luôn, nói thôi anh lấy 4 triệu anh đi mua đi, thiếu đủ gì về tính sau với em chứ em không biết ba canh xăng này nhiêu tiền, rồi anh đi mua về anh trả lại em 2 triệu, chứ em không nói ai lấy 4 triệu hết. Từ xưa tới giờ mà tôi làm á, em không có nói bậy đâu, tại vì đó là người nhà là xem lại cái vấn đề này nha, tôi giúp giùm á mà để mất công tôi mang tiền. Em dám tiền, em dám nói là em nói bên mình không có nói em đưa tiền bạc gì hết, chỉ nói em đi mua hộ gần ba căn xăng, rồi em thấy mấy ảnh bắt lu bu công việc ráp máy, rồi mới kêu người nhà em với lại bạn bè trong xóm đi mua giùm mỗi người một chiếc xe máy để một can 30 lít đi chở về. Rồi em nói thôi để em đưa trước cho anh tiền, anh đi mua đi, thiếu đủ gì tính sau, rồi có gì em với bên thiện nguyện này ấy sao, chứ em không nói bên mình lấy tiền gì hết, em không nói nha. Bao giờ rồi? Tại chiều anh cũng có điện em, nói em đâu có nói. Ngàn lính luôn nó nói lại á. Cái ông chú kia nói mình tôi lấy 4 triệu tiền không? Em có đưa tiền với ảnh, em không có đưa anh, ảnh còn chưa chiều giờ, em chỉ có lúc mà ảnh điện thoại em á, em nói ủa em đâu có đưa tiền anh gì đâu mà nói vậy, cái lát em xuống em hỏi ủa sao số chút liên lạc được rồi gọi ai anh, cái anh nói gọi số mới vừa gọi anh là em mới biết ảnh đó, cái em đâu không hề nói bên mình lấy tiền gì hết. Còn á là không có tôi á, là không có đứa nào em làm á, tôi nói thiệt luôn á. Rồi mấy đứa nó thấy nhỏ tội nghiệp quá nó kêu á thôi giờ sụ cố gắng quay ngược trở về đi. Quay trở về xong một chiều mà tôi mới đi quay ngược lại ở Cần Thơ. Đêm hôm nữa tụi nó cũng vẫn làm tới giờ này. Mà tôi mới từ Cần Thơ tôi chạy lật đật chạy về tới đây quá để giúp gia đình. Mà tôi nghe mấy đứa lính tôi nói lại, nói hô không biết người nhà đưa tiền cho ai như thế nào mà để mà bây giờ băng tiếng mình tôi. Không, coi lấy 4 triệu tiền mua xăng. Không, em không có nói nha. Em chỉ nói là em đưa cho ông anh con một cô với mấy anh em trong đồng tâm. Mà 4 triệu quá mua xăng mà đưa cho rồi. Giỡn cho coi tao đọc tin nhắn luôn. Trời mấy ở trưa mà chứ hỏi mấy ảnh là người của em đi mua xăng không lấy xe máy chạy đi mua cho em có được tiền không đi. Tôi nói mà, những ai mà giúp được cho bà con, giúp được cho người nghèo trong lúc khó khăn thì giúp. Còn giúp không được thì thôi làm ơn mai có mở miệng lại. À, nói tầm bậy tầm bạ không à.
chứ ai có mấy ngày còn nay là canh nha, mà để mà sơ hở cái ba lô du khống người ta mấy, ở đây mấy đây ngày, là biết mấy ngày cái tin nhắn đây nè, mấy ngày nay gia đình mà mỗi thứ tới chú tới có độ mình tới giúp là gia đình nhưng mà giờ tôi mình hỏi nè, gia đình bên tôi có lấy đồng bạc nào chưa? Đã, con nói là không có lấy 1.000 nào, con còn không có đưa nó gia đình nó sáng mai bắt đầu tôi sẽ bắt đầu làm. Gia đình phải nói với rõ giùm tôi này, đây nó nhắn trên cộng đồng mạng với nhau này, tôi lấy 4 triệu bạc, tôi rất là bức xúc. Gia đình phải nói tôi là bỏ công bỏ sức, tôi làm sang cổ nhân công đủ thứ các cái rồi không lấy một đồng bạc nào. Bây giờ đó đọc nguyên văn nè, đọc đi. Nhưng mà em hứa với anh là em không có nói. Cho nó thì nói ra gia đình phải đến chính lại cho tụi tôi nha. Em chỉ đưa đúng ông anh. Em chỉ đưa đúng ông anh. Em chỉ đưa đúng ông anh, con một cô của em là 4 triệu nó mấy anh cứ đi mua đi thiếu đủ gì về anh em mình tính sau. Chứ em không có nói là bên mình mất công mấy người em thôi. Với lại nhiều khi sợ hãi làm anh sang buồn gia đình tội nghiệp gia đình em. Làm tụi tôi vẫn sẵn sàng, tụi tôi làm tụi tôi giúp. Nhưng tôi chỉ cần yêu cầu là gia đình của mình đức thân tụi tôi giúp, tôi cần gia đình mình hiểu cho tụi tôi rồi tụi tôi một xu cũng không lấy nha. Còn ai hiểu không hiểu không tôi không quan trọng. Tại vì ông anh cha của con bé mất á, ảnh rất là khờ, ảnh rất là hiền, cho nên một mình em đại diện ở gia đình lại mới đội mình xuống giúp đỡ lại gia đình em. Cảm ơn ông ai hết rồi, em đâu có nói bậy bạ gì được. Anh có anh này ở đây, anh hỏi anh hồi chiều giờ em chưa có nói gì, ảnh tới tìm bạc. Em đọc lại nguyên cái tin nhắn. Cái tin nhắn đó là ai tự gán lên chứ em không nói. Anh biết mà hồi chiều em mua nước em mời mấy anh uống mà mấy anh còn không nhận. Rõ luôn á là em thấy nắng nô quá em hỏi mấy anh uống nước gì em sớm em nói kêu lại nữa. Đúng không? Chung là mấy người đó là người ngoài dạ. Rồi chiều cũng ở đâu đây một vòng đây nè dạ. Nhưng mà hồi chiều này chỉ đâu có một mình em ở đây thôi, còn mấy người kia là trong xóm làng em ra em hỗ trợ em nhờ gì người ta đi đó thôi chứ người ta không có nói cái chuyện đó luôn. Tôi chỉ có là tôi nói rõ với gia đình dạ, đó là dạ. Gia đình hiểu rõ tụi tôi làm dạ. Công việc tụi tôi làm chủ yếu tụi tôi giúp bà con ha. Dạ. Giúp bằng cả một cái công sức, cả cái lực lượng tụi tôi giúp, kể dạ. Cả tính mạng tụi tôi cũng sẵn sàng bỏ ra dạ, dạ. Bao nhiêu hiểm nguy tụi tôi cũng làm dạ. Cho nên không có lý nào mà chúng tôi đi lấy từ một xu một cắt của gia đình yeah. Nha yeah. Còn việc gia đình nó là có đưa tiền cho bên tụi tôi hay không gia đình là phải tự em không có nói nha. Tôi không cần phải giải thích cho bất kỳ ai. Mình là có sự hiểu lầm không? Không, cái trang đó ai nhắn này là chứ không phải cái đó của em, em không nhắn cái đó anh là đầu anh nhắn. Hình như là có sự hiểu lầm á chú Tám ơi. Hình như là có sự hiểu lầm có cộng đồng mạng á. Như cộng đồng mạng á. Nói bên bên mình với bên gia đình với bên mình vậy. Còn Quyên cái tin nhắn nè trên cộng đồng mạng nè. Đó nhắn thẳng vô trong trang nói bên mình đó là bên tụi tôi đi giúp vô chưa làm gì lấy ra 4 triệu. Tại vì hồi sớm mà từ lúc mà đợi của chú xuống đây á. Tiền gì tới mấy anh này hết, em chỉ nói mấy anh lấy tiền đi mua xăng giùm em đi rồi thiếu đủ gì về anh em. Tức là gia đình xác nhận là bên tôi không có lấy đồng bạc nào đúng không? Em không đưa bên đội của mình luôn chứ đừng nói là đưa tiền, em không có nhắc gì tới tiền bạc với đội của mình hết. Cần thơ tôi mới vừa về tới đây. Em nói anh ấy là em không có nói gì tới vụ tiền bạc với đội mình hết. Em chỉ thấy nãy ảnh nắng thôi, em hỏi mấy anh uống nước gì, em kêu chị bán nước chỉ ra lấy, mấy ảnh còn không uống nước mà. Mấy ảnh nói thôi được rồi, tụi tôi không có uống đâu. Anh cứ tự nhiên đi. Được rồi. Dạ. Chứ anh sợ sang sợ chú Tám hiểu lầm gia đình rồi vừa tội nghiệp gia đình em. Em không có nói gì hết đâu. Tại vì hồi xưa giờ em không khi nào em mua số lượng xăng 39 triệu. Gia đình luôn hả? Chị... Gia đình của cháu cho anh nè hả? Dạ. Bây giờ em cũng nói chị luôn. Em chỉ cần gia đình xác nhận với em một điều là lính của em có lấy đồng bạc là cổ gia đình hay không? Đúng rồi, em không cần không mà phải giải thích bất kỳ ai đâu. Mấy đứa này nó làm nó bán mạng nữa là để mà để đi giúp bà con. Dạ. Hiểm nguy cỡ nào mà tụi nó cũng vẫn ở làng. Ủa mà lấy cái gì về ba đồng bạc nó làm nó mà. Cho nên này em vừa nghe em rất là bực mình, em muốn hỏi là gia đình chị nó có hay không, gia đình xác nhận không có là được rồi dạ. Nha không biết thì tắm rửa đi ăn cơm nữa đi dạ. Anh Tám ơi, Tám người chú Tám cũng đừng có buồn, chú Tám ơi dạ. Chú Tám cũng đừng có buồn, đang tối cử nó nào làm với coi đồ hai đứa gọi là có lấy liều đâu có chú tối mấy anh em hai viên nhau xuống dưới dự. Tôi chiều tối ngày mai tôi phải có mặt ở Cần Thơ nữa.
Cho nên là tôi cũng gắng tôi tranh thủ tôi chạy về đây để mà sáng ngày mai để mà tôi giúp cho gia đình. Dạ. Đậu nguyên cây đèn vô luôn. Vợ vợ để cái đèn. Thay mặt gia đình cảm ơn chú Tám. Nói chung chú Tám có mặt ở đây là bà con ở đây rất là vui rồi. Dạ. Mừng lắm. Cái này để đây đi. Vô. Rồi vô cái đèn giải tán vô đi. Nhà lát nữa đốt với tiền bạc gì đốt đốt đi nhá. Đốt với tiền bạc đốt luôn đi. Tám phụ em đốt với tiền nhà bạc cái chị Tám. Mình đốt đi. Đốt cho em nó đi. Cứ làm thôi. Không có gì đâu nè. Tại vì tụi em ở đây xuyên suốt với gia đình nè. Từ cái lúc mà đội chú Tám đến đó, thì nói chung là ở trên cộng đồng mạng người ta comment đó, nhiều khi chú Tám đọc được cái chú Tám buồn. Không, cái này vô thẳng trang nhắn tin luôn. Ừ, đó là ai thôi, không biết nhà là không có, không có nói gì hết. Cái đó mình có tìm ra của trang của ai được không? Cái đó thì cái tên nó có. Giống như là những người ở trên cộng đồng mạng vô thẳng trang của chú Tám mà comment đó. Để chú Tám đọc được chú Tám buồn thôi. Chứ cái đội của chú chứ chú Tám mà đó giờ là giúp người là không có lấy đồng bêu xu nào hết. Đúng là nói chưa giúp gì mà lấy đã lấy 4 triệu rồi. Không biết ai đâu mà sao mà chú Tám cũng đọc quá sao đi nói chi tiếng nói như vậy. Nhiều cô bác họ bình luận như vậy là hiểu lầm bên chú Tám. Cũng tội nghiệp cho bên đúng gia rồi. Đình là người ta mang tiếng vậy. Cái này mà cộng đồng mạng mà không hiểu được là mai mốt là dạ. Cái vụ việc này bé đó khó lắm. Khổ cả hai bên hết. Đúng rồi. Bên nào cũng mang tiếng, cũng chịu khổ tai tiếng. Mà bên gia đình đâu có dám nói gì đâu, nghe bên chú Tám xuống là mừng lắm chứ. Bởi vì ai đâu mà ác mồm ác miệng quá trời ha. Bé nó đã khổ rồi. Nói chung là bé nó gia đình đã khó khăn lắm rồi mà lại xảy ra mấy chuyện này nữa thì cũng như đây là cái sự hiểu lầm thôi của chú anh chị. Tối mấy chú ngủ xả con dây không để nó treo cái cầu không nó cái xác xả dây chứ. Là sáng là nước nó gồng đấy ha, nó gồng xuống. Mới xuống cũng ô quá chứ em biết chị Hà đang nốt hết với tiền nhưng mà thì đi về. Bây giờ gia đình đang đốt với tiền vàng bạc cho em nè cô chú anh chị. Mai là đúng 3 ngày á. Mai cũng 3 ngày. 3 ngày mai là 3 ngày tìm kiếm thôi. Nhưng mà tới ngày mà bé mất là 4 ngày đó. Tính ra cái ngày mà thứ bảy, nếu mà nhảy thứ bảy thì chiều thứ bảy đúng không? Trưa thứ bảy là 4 ngày 3 đêm. Mình đốt xong mình coi lửa nó tắt hết rồi mình hả về nha anh. Để thôi nhiều khi nó cháy lan á. Có mấy ông kia họ ra đây dựng liều ngủ đây mà. Biết rồi, nhiều khi cháy lan người ta đi ăn cơm rồi, đội ta đi ăn cơm rồi. Ngủ đây luôn nè, ngủ đây luôn nè. Tại vì cái này nó khó di chuyển lên á. Khó khiêng lên á nên là để luôn. Chia cho hai người nằm giữ ngủ căn đó. Chứ bình thường á là chú Tám sẽ đem lên bờ nhờ đưa vô cái nhà ai đó ra để sẵn. Còn này là khó đưa di chuyển, khó để nên để dưới sông luôn. Để dưới sông ơi làm luôn. Mới làm sớm. Không có tháo máy ra. Để luôn mà. Không có bãi á, không có bãi cũng đem lên. Ở bên kia nó rộng chút xíu ha, cái đường vô rộng chút xíu. Đừng có quay đám lửa. Quay đám lửa, rồi sao không quay đám lửa? Lửa hồi sao không được? Thì là có quay đám lửa.
vậy nữa. Thì buổi tối ngày hôm nay thì chú Tám thì cũng đã xuống, cô chú anh chị thì cũng cúng cho em, cúng cho em để mà mong sáng ngày mai thì sẽ tìm được gặp, tìm em gặp sớm, gặp được em của chú anh chị. Đó thì bây giờ gia đình cũng đang chuẩn bị đốt giấy tiền vàng bạc cho em, rồi sau đó cũng về nghỉ ngơi để mà ngày mai bắt đầu ngày tìm kiếm thứ ba hết cô chú anh chị. Dạ thì Thái cũng xin cô chú anh chị mình có xem cái video này thì cũng như là thông cảm cho gia đình, thì ở phía gia đình là không có nói gì bất cứ cái vấn đề gì từ phía chú Tám hết, chỉ có những cái comment vào thẳng cái trang của chú Tám mà nói á, là những cái đó là giống như là miệng của cộng đồng mạng, mình không biết được đâu. Cũng như nhiều khi nói như vậy thì để cho gia đình đang gặp khó khăn này kia của chú anh chị, thì Thái cũng rất là mong cô chú anh chị mình xem thì cũng nên hiểu cho gia đình ha. Đó thì bây giờ thì Thái cũng xin được kết thúc cái video này, cũng như là sẽ cập nhật vào sáng ngày mai ngày tìm kiếm thứ ba em Bảo Ăn 19 tuổi hay của chú anh chị. Rồi bye bye tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ.